Bé ơi, chị đang tìm cây nào đang sẵn trái chơi Tết đó bé? Dạ, em có nhiều cây đang sẵn trái lắm, chị đi theo em nha. Đầu tiên là mận hoàng yến này chị. Đây là giống mận lùn, cây cao chỉ khoảng 50cm đã cho trái rồi. Giống mận hoàng yến này thì có thể cho trái quanh năm. Đặc biệt cây hiện tại đang cho trái sẵn rồi này chị. Chị về chỉ cần thay qua chậu lớn hơn là có thể trưng Tết rồi. Mận hoàng yến khi chín màu đỏ hồng, xinh lắm. Vị ngọt thanh, giòn và đặc biệt là không có hạt nha. Nhìn là thấy cưng rồi đó. Nhưng mà chị không thích dáng cây này lắm. Em còn cây nào nữa không? Dạ, em còn nhiều ạ. Đây này chị, vườn em đang nuôi hơn 1.000 cây với nhiều kích cỡ khác nhau. Chị tha hồ lựa chọn dáng cây nghe. Thấy chị trồng táo ngọt Phúc Kiến không? Giống cây này đang hot lắm nè. Táo ngọt Phúc Kiến không chỉ trưng tuyển đẹp mà ăn cũng cực kỳ ngon. Trái có vị giòn, ngọt, không hề chua một xíu nào. Chị nhìn nè, cây rất nhỏ gọn luôn, chỉ cao khoảng 30cm là đã có trái rồi. Tiết kiệm diện tích trồng lắm ạ. Hay chị trồng sơ ri táo ngọt không? Em có cây đang sẵn trái luôn nè. Không phải bất kỳ giống sơ ri nào trồng chậu cũng có thể cho trái tốt đâu ạ. Chỉ có giống sơ ri Thái này mới có khả năng trồng chậu cho trái nhiều đến vậy thôi. Những chùm sơ ri chín đỏ ao rất bắt mắt, nhìn là biết Tết đến xuân về rồi. Bé ơi, chị lấy mỗi loại một cây nha. Mà bên em có sẵn chậu với đất luôn không? Chị định nhờ bên em trồng giúp chị luôn nè. Dạ, bên em đang sẵn phân và chậu đẹp để trồng cây chân Tết. Chị cho xin địa chỉ nha. Chiều anh thợ vườn sẽ giao cây qua và trồng cho mình ạ.